Tôi đã từng nghe người ta nói, người thầy chỉ xuất hiện khi bạn sẵn sàng. Và giờ đây tôi đã sẵn sàng. Ba! Ba, ba! Ba, con mới đậu. Đàn ông con trai mà nói năng lấp ba lấp bắp thì làm nên trò trống gì? Đi vô nhà thay đồ đi. Kim, dậy đi con. Điều đầu tiên để trở thành một người đàn ông là con phải hiểu và biết chăm sóc chiếc xe của mình. Học cách cân bằng, vượt qua mọi áp lực, chọn loại dầu nhất tốt nhất để tối ưu động cơ. Và điều quan trọng nhất là không bao giờ bỏ cuộc. Cảm ơn người thầy đặc biệt, người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.